Vâng thưa quý vị, đây là những chương trình ý nghĩa mà Lido Sài Gòn TV đã và đang tổ chức trong những năm này và những năm sắp tới. Trong những chương trình sắp tới thì Lido Sài Gòn TV sẽ có những chương trình mà rất là hay và rất còn ý nghĩa hơn nữa. Và cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, nhất là nhà bảo trợ chính cho chương trình Dr. Kimberly. Và đây cũng gần sắp hết chương trình. Trước khi kết thúc chương trình thì anh Tuấn xin mời anh Đin Hoàng sẽ lên biểu diễn cho chúng ta một ca khúc cuối cùng trong ngày diễn ngày hôm nay. Dr. Kimberly Appleshay, CMD cần thiết mỗi ngày cho cuộc sống. Những người mà bạn... Những người mà bảo trợ các phần quà là vỡ bờm, quyền Jump Beauty,
Starfish Restaurant, Survival Tabs, tiệm áo dài Thanh Trang, tiệm hoa Thư Thư, tiệm vàng Jeans and Kim, Kim Đa Thu Jewelry, Vivian Beauty Center, VN Photography Club, Xăm Thẩm Mỹ Hồng Cúc. Và cũng xin cảm ơn tới sự bảo trợ của các nhà bảo trợ như AA Beauty College, Bosa Ticket. Xin cảm ơn tới C&C Express Fast Food trong khu Mall Phước Lộc Thọ. Xin cảm ơn tới Đỗ Thanh Entertainment. Xin cảm ơn với Energy CMD, thức uống, bổ dưỡng và dành cho hàng ngày. Cũng xin cảm ơn tới FMG Insurance Agency. Xin cảm ơn tới nha khoa United Dental Group Center, iShop LS TV. Xin cảm ơn tới Monamua Banquet. Và xin cảm ơn cuối cùng đó là nhà hàng tiệc cưới Moonlight của Luân Vũ. Xin cảm ơn anh. Một lần nữa, Sophie Bảo Trân và anh Tuấn xin chúc quý vị một lễ Mother's Day tuyệt vời, hạnh phúc và gần gũi với gia đình. Và xin hẹn gặp lại với quý vị với những chương trình do Lido Sài Gòn TV tổ chức vào kỳ sau. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.